Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2. Tập 80. Chương 791. Ai cũng vui vẻ. Chít chít. Vân Sơ cúi đầu xuống thấy Đại Phì đang dùng móng cào cào mép áo bào của mình, ngửa mặt lên nhìn mình mong đợi. Đại Phì là cái con rất dễ nuôi thành thân thiết, Yến Mạch và Đỗ Tương hôm qua đã kéo gần quan hệ với nhau. Cho dù nó có quên tình nghĩa năm xưa với Vân Sơ đi chăng nữa thì bây giờ kiến lập tình cảm cũng không muộn chút nào. Vì thế Vân Sơ lấy chút yến mạch cuối cùng trong ống tay áo cho nó ăn, yến mạch của Vân Sơ rang với muối, ngon lắm. Bầu trời trên đỉnh Thiên Sơn đã biến thành màu tím, một tuần hương nữa thôi, trời sẽ sáng, một ngày mới trên Thiên Sơn sẽ bắt đầu. Lương Anh xuất hiện bên cạnh Vân Sơ, chắp tay, xin quân hầu chỉ thị. Vân Sơ bình thản nói, nấu cơm, một canh giờ nữa xuất phát, tới Vương Đình Hồi Hột, lấy một viên bảo thạch màu xanh trên vương quan của Hồi Hột Vương. Vâng. Lương Anh khom người đi ngay, Vân Sơ tới bên con ngựa mận chín, lấy hai suất quân lương trong túi đeo trên lưng nó, ước tính sức ăn của Tắc Lai Mã, lại lấy thêm một suất nữa. Quân lương của Vân Sơ là dùng mỡ trâu rang bột mì, trong bột mì còn có bột các loại quả khô, thêm cả muối với đường, ăn rất dễ no. Thứ này chỉ cần thêm ít nước sôi nguấy lên là ăn được rồi. Thích ăn khô thì thêm ít nước, thích ăn loãng thì thêm nhiều nước, rất tiện. Vân Sơ thổi cho bếp còn đốm lửa, đốt bếp lên, đun nước. Khi cho quân lương vào nồi sắt thì Đại Phì mũi thính đã chảy tới rồi, Vân Sơ cho nó ăn một ít, thế là mắt nó nhìn Vân Sơ như thú con nhìn thú mẹ. Tính của nó chẳng khác gì người Tắc, đánh thức Tắc Lai Mã chỉ có thức ăn. Cho nên khi hương vị của mỡ trâu quả khô bắt đầu bốc lên, Tắc Lai Mã lập tức mở mắt ra. Vân Na cũng đồng thời dụi mắt thức dậy, chuyện đầu tiên nàng làm là thét lên chói lói. Á, trên người con có giận. Mẹ, khi con và ca ca đi rồi, mẹ lại thành bà tử người Tắc lười biếng không chịu tắm rửa chứ gì. Vân Sơ coi như không nghe thấy gì hết, khi Vân Na hoan hỉ chui vào lòng mẹ thì đã định sẵn kết quả này. Tắc Lai Mã nhận lấy bát gỗ Vân Sơ đưa cho, cúi đầu ngửi mùi thơm của thức ăn, định né tránh vấn đề làm người ta xấu hổ của Vân Na. Vân Na khó khăn lắm mới tiếp nhận được sự thật mình bị người ta lây truyền cháy giận, lại nhìn thấy Tắc Lai Mã tay không rửa, mặt không rửa, răng không làm sạch mà đã bắt đầu ăn. Nàng không nhịn nổi nữa, dùng bạo lực đoạt lấy bát cơm của Tắc Lai Mã, kéo mẹ đi rửa mặt rửa tay. Nhưng lại nhìn mà không thấy nước ấm mà Tắc Lai Mã đã chuẩn bị. Vân Na chạy ra ngoài nhanh bao nhiêu thì quay về cũng nhanh bấy nhiêu, buổi sáng hơi lạnh Thiên Sơn thấu xương, mặt hồ sớm bị băng bao phủ, còn lượn lờ lớp hơi lạnh chết người trên nó. Ca, sao huynh không nhắc muội một tiếng? Đối với hành vi đùn đẩy trách nhiệm của Vân Na, Vân Sơ đã miễn dịch từ lâu rồi, giờ nghe chỉ thấy thân thiết chứ không còn muốn đánh một trận nữa. Ăn xong một bữa sáng tốn thời gian, bên ngoài lều nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập. Tắc Lai Mã chạy ngay ra ngoài nhìn, rồi cũng chạy vào nhanh Vân Na khi nãy, ôm ngay lấy Hạn Thát Đại Phì vô tội cho đỡ sợ, lắp ba lắp bắp, đó là bộ hạ của con à. Vân Sơ đang bận bắt giận trên cổ Vân Na, cười nói, đúng thế ạ, đây mới chỉ là tùy tùng thôi, phía sau còn nhiều hơn nữa. Tắc Lai Mã thích nghe nhi tử khoa khoang, hơn nữa, càng khoe khoang thì nàng càng cao hứng. Bây giờ nàng đã tin chắc, nhi tử của nàng đã thành anh hùng, thành vương trên sa mạc. Đợi chúng ta về doanh trại, muội phải dùng nước sôi tắm thật sạch. Vân Na chạy vội ra ngoài, hét lên, Tiêu Ngọc Hoa, mang ngựa của ta tới đây, chúng ta phải về doanh trại ngay. Nghe thấy nữ nhi la hét bên ngoài, Tắc Lai Mã vốn đang cười rách miệng tức thì không vui, từ nhỏ con đã nuông chiều Na Cáp, nhưng không thể chiều tới mức không có quy củ. Những kỵ sĩ cao quý kia, sao có thể để nó ra lệnh, lâu dần kỵ sĩ cao ngạo sẽ sinh bất mãn, phản bội lại con đấy. Vân Sơ chỉ cười không nói, Vân Na vô lễ đâu phải chỉ ở trước mặt kỵ sĩ cao quý, Tắc Lai Mã còn chưa biết Vân Na từng rút gậy ra đòi đánh người trước mặt nữ nhân đáng sợ nhất thế giới. Nếu mà Tắc Lai Mã hiểu rõ mấy mối quan hệ này, xưa nay nàng vốn sùng bái quyền uy sẽ sợ chết tươi luôn. Tắc Lai Mã rất thích chiếc áo choàng lông hồ ly màu đỏ rực của Vân Na, cũng rất thích áo choàng lông gấu của Vân Sơ. Nên khi Vân Sơ đem áo choàng lông gấu chuẩn bị trước cho nàng, Tắc Lai Mã hoan hỉ muốn nhảy cẫng lên. Sáng sớm thức dậy Vân Sơ đã vứt chiếc áo lông cừu nát của nàng đi rồi, cái miếng da trâu lót cỏ dùng làm giày cũng vứt đi hết. Giờ Tắc Lai Mã mặc trên người trang phục xa hoa cùng cực của Vân Na.
Thế là Tắc Lai Mã hoảng hốt, cảm giác như mình quay lại thời sống ở trong lều Khả Hãn. Không phải, còn tốt hơn nữa cơ. Khi Vân Sơ nắm tay Tắc Lai Mã dẫn ra khỏi lều, Lương Anh đã chỉnh đốn xong, 500 kỵ binh đen xì xếp hàng, đứng im lìm trong gió tuyết, hết sức đáng sợ. Vân Sơ bế Tắc Lai Mã lên một con ngựa cái thuần tính, rồi ngoắc ngoạc ngón tay gọi A Phàm để tới gần. Cố tình dùng giọng lạnh lùng nhất nói với ông ta, dọc đường đi phải chiếu cố tốt mẫu thân ta, nếu không chết. A Phàm Đề là lão già tinh ý, lập tức quỳ sụp xuống đất vâng dạ dưới ánh mắt kiêu ngạo của Tắc Lai Mã. Giờ nàng vô cùng khẳng định rồi, nhi tử của nàng đã thành một khả hãn cực kỳ lớn. 500 kỵ sĩ bao quanh nhà ba người họ tiến lên, Tắc Lai Mã không sao kiềm chế được kích động. Hạnh phúc trong lòng, hét lên với thiên sơn cao sừng sững, nhìn đi, đó là nhi tử của ta, nó là vương đấy. Nhìn Tắc Lai Mã lúc thì khóc lúc thì cười, Vân Sơ thấy mắt ươn ướt, tất cả chuyện mình làm đều không uổng phí. Nữ nhân nhặt mình về từ sa mạc, đồng thời cho mình vào áo da cừu dùng hơi ấm thân thể nuôi lớn mình. Lúc này chắc không hối hận vì nuôi thêm một đứa bé mà phải chịu khổ cực. Vân Na cũng vui vẻ lắm, cho dù nàng phải không ngừng gãi đầu gãi tai vì cháy giận, nhưng trong lòng thực sự hạnh phúc. Chỉ A Phàm Đề không vui, cái con hạn thát cực lớn mà ông ta bế trong lòng chẳng chịu ngồi yên, cứ rình mò mỗi một chỗ có thể giấu đồ trên người ông ta. Chú thích, hạn thát có thể sống 15 đến 18 năm ở môi trường tự nhiên, nếu nuôi tốt có thể sống từ 20 đến 25 tuổi không thành vấn đề. Hết chú thích. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 792, Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên 1. Năm xưa Vân Sơ theo con khỉ già rời bộ tộc người Tắc chính là lúc bà Nhuận Khả Hãn bị nhi tử là Bỉ Túc Khả Hãn giết chết. Thế nên có thể dễ dàng tính ra Bỉ Túc Khả Hãn làm Khả Hãn hồi hột tròn 10 năm rồi. Bùi Hành Kiệm làm An Tây Đô Hộ, chuyện đầu tiên hắn phải làm là lập uy, đợi uy nghiêm truyền khắp Tây Vực rồi hắn mới cùng đủ các loại vương của Tây Vực nói chuyện phồn vinh và phát triển. Thế nên nhìn thế nào thì một Khả Hãn 10 năm có vẻ rất thích hợp. Khi Bùi Hành Kiệm ở thành Giao Hà đã thương lượng với Bỉ Túc Độc đệ đệ của Bỉ Túc Khả Hãn chuyện luân phiên hồi hột vương. Bỉ Túc Độc cực kỳ tán thành chuyện hồi hột vương 10 năm phải thay một lần, còn thề với Bùi Hành Kiệm. Khi lên làm Khả Hãn, chắc chắn sẽ chỉ làm 10 năm, khi thời gian tới sẽ giao cho nhi tử của Bỉ Túc Khả Hãn. Bùi Hành Kiệm không tin lời hắn thấy Độc Giải Chi vương tử làm Khả Hãn tốt hơn, dù sao vị vương tử này từng học ở Quốc Tử Giám 4 năm, xem như người mình. Đã là người của mình thì đương nhiên không thể mang tiếng giết phụ thân, nên Bùi Hành Kiệm mới hợp mưu cùng Bỉ Túc Độc giết Bỉ Túc Khả Hãn trước. Sau đó Độc Giải Chi vì báo thù cho cha mà chính đại quang minh lên làm Khả Hãn. Như thế hồi hột bộ có thể yên ổn 10 năm. Bởi vậy sau khi Bùi Hành Kiệm đem phủ An Tây Đô Hộ di chuyển tới thành Quy Tư, chuyện đầu tiên phải làm là giết chết Bỉ Túc Khả Hãn. Do số lượng quân đội không đủ để trấn áp loạn lạc sau khi Bỉ Túc Khả Hãn chết, nên nhân mã của Vân Sơ cũng thuộc danh sách điều phối của Bùi Hành Kiệm. Hôm nay Vân Sơ dẫn 500 kỵ binh tới Vương Đình hồi hột, tham buổi lễ chúc mừng quy mô lớn do Bỉ Túc tổ chức cho Bùi Hành Kiệm. Hoạt động này thường kéo dài 3 ngày, vì ca khúc nghênh khách của người hồi hột dài lắm, lại thêm vũ đạo, không dùng 3 ngày khó mà biểu diễn hết. Bây giờ đám Bùi Hành Kiệm, Ôn Nhu đều đã đi rồi, Vân Sơ tới hơi muộn, chắc là bỏ lỡ không ít âm nhạc mỹ diệu và vũ đạo hoa lệ. Từ Trách Mãnh Hồ tới Sư Tử Sơn đặt Vương Đình hồi hột vương chỉ 80 dặm, cũng ở phía Bắc Thiên Sơn, được nước Thiên Sơn tưới đẫm. Đó là một bãi cỏ cực kỳ tươi tốt, đủ để nuôi dưỡng 2 vạn người của Vương Đình và gần 100 vạn gia súc, thậm chí chẳng cần đổi mục trường xuân hạ thu đông gì. Mảnh đất này do tổ tiên người hồi hột tranh đoạt cho họ. Vào những năm đầu Đại Đường, tổ tiên họ chính là người đầu tiên chủ động tiến công, tỏ ý muốn thân cận với Đại Đường. Cho nên khi Đại Đường lấy được Tây Vực tứ trấn, con cháu họ liền chiếm cứ vùng thảo nguyên tươi tốt nhất này. Nơi này ba mặt là dạng núi tuyết cao lớn bao quanh, ở mặt hướng ra ngoài trông như cái sẻng, đi 50 dặm mới tới hoang mạc rộng lớn. Một con sông nhỏ chảy ngoằn ngoèo qua lối ra này, nay bị đóng băng, nhưng dưới ánh mặt trời lại lấp lánh như có bảo thạch muôn màu phía dưới. Tắc Lai Mã cưỡi trên con ngựa trắng chỉ con sông đó kể, trước kia vào mùa hè ta thường tắm ở con sông đó. Nhiều khi tắm rất lâu, vì ta đợi Khả Hãn đi ngang qua. Vân Na ở một bên vừa gãi vừa hậm hực,
Sao bây giờ mẹ không thích tắm nữa? À, trước kia có ca ca đun nước nóng cho, mẹ ở một mình liền lười biếng. Tắc Lai Mã cứ như không nghe thấy Vân Na lải nhải bên tai, nàng vẫn chìm trong hồi ức. Có một lần, ta đưa ca ca con đi tắm cùng, con cố ý tắm cho nó thật sạch. Khi đó ca ca con trắng trẻo bụ bẫm lắm, trừ ta ra làm gì có nữ nhân nào có thể nuôi con tốt như thế. Kết quả khả hãn đi qua nhìn thấy ca ca con liền đuổi ta đi. Nói tới đó mắt nàng nhòe lệ, ca ca con khi thế đẹp đẽ như vậy, khỏe mạnh như vậy, thông minh như vậy, khả hãn mà nhận ca ca con làm nhi tử thì làm sao mà chết sớm như thế. Vân Na tiếp lời, đúng vậy đấy, ông ta đúng là đồ ngốc, chết là đáng. A Phàm Đề ở bên hầu hạ nghe hai mẹ con họ đối thoại mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Thời gian qua ông ta nghe ngóng về Vân Sơ rồi, ông ta thấy vị khả hãn đã chết kia mà nhận Vân Sơ làm nhi tử thì còn chết nhanh hơn. Bởi vì tất cả vương trên bộ lạc Thảo Nguyên đều chết bởi nhi tử giỏi giang nhất của họ. Trong ca dao của rất nhiều bộ tộc đều hát, vương tử như thiên thần A, chính là kẻ địch của vương. Vân Sơ dừng ngựa trên sườn núi, chiến kỳ sau lưng bay phần phật, núi xuống nhìn đám đông náo nhiệt bên trong hẻm núi. Lúc này bên trong núi vang lên tiếng tù và kéo dài, rất nhanh một đội kỵ sĩ ăn mặc hoa lệ từ trong doanh trại chạy ra, có vẻ là để nghênh tiếp đoàn người Vân Sơ. Lương Anh đi mở đường chạy về báo, quân hầu, suốt cả dọc đường chúng ta đi đều không gặp chút trở ngại nào, nhiều nơi giống như quan ải lại không có thủ vệ. Hai ngày trước bộ lạc hồi hột nhận được mệnh lệnh của Vương Đình, tập hợp rất nhiều võ sĩ đi về phía Tây, nghe nói bên Thạch Quốc có đại đội nhân mã tới. Ôn Huyện Tôn nói, Bùi Hành Kiệm đã bố trí vẹn toàn rồi, dù bị đại quân hồi hột bao vây thì cũng có đủ lực lượng đánh ra ngoài. Vân Sơ nghe xong cho hắn lui, quay đầu gọi Tắc Lai Mã cách đó không xa, mẹ, mẹ xem kìa, họ phái người tới đón chúng. Ta đấy. Tắc Lai Mã bấy giờ mới từ hồi ức tỉnh lại, nhìn xung quanh rồi hỏi Vân Sơ, con định giết chết khả hãn à? Vân Sơ giật mình, vội vàng xuống ngựa, vì sao mẹ nói thế? Tắc Lai Mã chỉ tay, võ sĩ thủ vệ khả hãn ở ngoài Vương Đình có 66 vòng, bên trong có 99 vòng. Ta nhìn thấy Vương Đình nhưng không nhìn thấy võ sĩ đâu. Năm xưa Yết Tư Cát và Bỉ Túc Đặc Cần giết khả hãn gà cũng như thế này. Đám võ sĩ thủ vệ hạ hãn lại thành hung thủ giết khả hãn. Vân Sơ sừng sốt không nói lên lời, Lương Anh thì nhìn Tắc Lai Mã với ánh mắt không thể tin nổi. Vân Sơ đã giới thiệu Tắc Lai Mã là mẹ mình, tất nhiên trong đội ngũ có ai không chú ý tới nữ nhân hồi hột này. Nhưng chỉ cần để ý một cái là liền nhận ra, đây chẳng qua là nữ nhân hồ hột ngốc nghếch may mắn có được nhi tử ưu tú thôi. Song giờ hắn không dám nghĩ thế nữa, nữ nhân có thể nuôi dạy ra nhân vật như quân hầu, làm sao có thể là phụ nhân tầm thường ngu dốt. Giết khả hãn xong chia chiến lợi phẩm nhớ đem viên đá xanh về cho ta chỉ cần cái đó. Tắc Lai Mã dặn dò, Vân Sơ bật cười cung kính nói, sẽ như mẹ mong muốn. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 793, Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. 2. Đoàn kỵ sĩ ăn mặc sặc sỡ nhanh chóng tới trước mặt đoàn người Vân Sơ, dừng lại cách một quãng. Người cầm đầu hai tay ôm trước ngực dùng tiếng hồi hột nhiệt tình chào đó, hoan nghênh ngài, quân hầu đại đường tôn quý. Chưa đợi Vân Sơ kịp nói gì thì Tắc Lai Mã đã hét lên, nhi tử cẩn thận, đừng tới gần, hắn không phải người hồi hột đâu. Hắn chính là người phía sau Đại Tuyết Sơn thích bôi bùn lên mặt đấy. Lương Anh lúc này đã có chút sùng bái Tắc Lã Mã, không chút nghi ngờ, lập tức bao vây lấy đội kỵ sĩ nghênh đón, trường thương, mã sóc cầm ngang người, chỉ cần một đợt xung phong sẽ xông tới đâm chết chúng. Vân Sơ nhíu mày, con ngươi co lại đánh giá kẻ đi đầu, ngươi là người thổ phồn phải không? Kỵ sĩ đó vội vàng đáp, trước kia ta là người thổ phồn, bây giờ là người hồi hột rồi. Vân Sơ nhìn dặng núi chập trùng sau lưng, lệnh, phát cảnh báo, nói với Bùi Hành Kiệm, Ôn Nhu rằng Bỉ Túc khả hãn có thổ phồn viện trợ. Lương Anh ra lệnh một cái, hào thù lên nâng tù và sừng châu lên, ngửa cổ thổi vang, tiếng tù và mang hàm nghĩa đặc biệt truyền vào sơn cốc. Tiếng tù và vừa xuất hiện, bên trong hẻm núi hỗn loạn ngay, quân đường bên trong bắt đầu tập kết. Vân Sơ nhìn kỵ sĩ cầm đầu, nói đi, là ai phía thổ phồn tới đây, Luật Khâm Lăng à? Kỵ sĩ đó không nói không rằng, Lương Anh phất tay một cái, hai kỵ sĩ thúc ngựa xông tới, đâm xuyên thân thể hai kỵ sĩ sau lưng hắn. Vân Sơ lại hỏi,
Quy Tư cách thổ phồn xa như thế, sao các ngươi lại tới đây? Tuy máu trong miệng chào kỵ sĩ phía sau trào ra liên hồi, tên kỵ sĩ cầm đầu chẳng kinh hoàng, dùng tiếng Trường An rất chuẩn cười nói, người Đường quả nhiên không ngu ngốc. Bên trong hẻm núi đã vang lên tiếng chém giết, Vân Sơ lại phất tay, tức thì có hai kỵ sĩ nữa bị đâm chết. Tên cầm đầu lấy ra một cái đuôi hồ ly, nói với mấy kỵ sĩ còn sót lại, nếu muốn đầu hàng thì hãy buộc đuôi hồ ly lên đầu trước đi. Mười mấy kỵ sĩ phía sau không ai nhận đuôi hồ ly, bọn họ thúc ngựa tiến lên chứng minh mình không phải là kẻ hèn nhát, sau đó đều gục ngã dưới mũi trường thương nhọn hoắt. Tên kỵ sĩ cầm đầu không ngờ bình thản đeo đuôi hồ ly sau đầu, mỉm cười với Vân Sơ, ta đầu hàng. Đừng nói buộc đuôi hồ ly sau đầu, với một võ sĩ thổ phồn mà nói dính một sợi lông hồ ly lên đầu cũng là sỉ nhục. Vì thế nhìn kỵ sĩ cầm đầu làm thế, những kỵ sĩ bị trường thương đâm xuyên chưa hết cũng trào máu mà chết. Một tên đeo đuôi hồ ly lên đầu mà tỉnh bơ như thế sao có thể là người thổ phồn, chắc chắn là người Đường hèn hạ rồi. Đội võ sĩ thổ phồn hắn mang theo so với việc nói bị trường thương đâm chết, chẳng bằng bị hắn làm tức chết. Đám võ sĩ thổ phồn đã chết không nhắm mắt rồi, tên này còn xuống ngựa cho mỗi cái xác một nhát đao, xem ra hắn là người vô cùng cẩn thận. Xác định đám người kia đã chết tới không thể chết thêm được nữa, người kia quỳ xuống đất, Tô Trì hành tẩu dưới trướng Hàn Quốc Công bái kiến quân hầu. Vân Sơ nhìn kẻ tên Tô Trì đó một lượt, hỏi, Hàn Quốc Công ở Tượng Hùng Bộ có khỏe không? Tô Trì mặt mày rất nghiêm trọng, không ạ, người thổ phồn dã man vượt xa dự liệu quả gia chủ, người gia chủ mang theo bị chủ nhân của Tượng Hùng Bộ bị giết một nửa. Trong một nửa còn lại thì bị thiến một nửa, số không bị thiến thì biên luyện vào quân đội, chinh chiến bên ngoài không được ngơi nghỉ. Ngươi là thiểu số không bị thiến à? Tiểu nhân vừa vặn chính là số bị thiến. Nếu quay về được rồi thì đừng tới thổ phồn nữa, chịu khổ nhiều như vậy, về Trường An ta sẽ giới thiệu cho ngươi vào cung làm việc. Vân Sơ không hỏi tới quân tình mà thương hại nói, không ngờ chút quan tâm đó làm Tô Trì nghẹn ngào dập đầu, đa tạ quân hầu, có điều quân tình thập vạn hỏa cấp, không thể chậm trễ. Vân Sơ không mấy để ý, chẳng qua là người thổ phồn ý đồ với bốn trấn An Tây thôi, có phải chuyện gì to tát đâu. Nếu bọn chúng rời cao nguyên thì đừng hòng trở về. Quân hầu, Luận Khâm Lăng có giao hẹn với Bì Túc Khả Hãn, nay đại quân đang vượt qua núi Côn Lôn, không bao lâu nữa sẽ tới Vu Điền. 3.000 người trong bộ của thần đi tiên phong, xuất phát từ 3 tháng trước, nay toàn bộ trốn trong vương đình hồi hột. Thấy Vân Sơ chẳng hề sốt ruột, khiến người bao tin như Tô Trì cuống lên, lo y quá kiêu ngạo mà thua thiệt, hắn ở thổ phồn một thời gian rồi, rất khâm phục võ sĩ thổ phồn lên trận là tử chiến. Trong mắt hắn, quân đội Đại Đường tuy dũng mãnh, nhưng không có cái tinh thần liều chết như thổ phồn. Vân Sơ tuy dũng mãnh vang danh Trường An, nhưng thổ phồn không thiếu dũng sĩ đáng sợ như vậy. Vân Sơ nhìn vương đình hồi hột bên trong dần ổn định lại, bảo Tô Trì, dẫn đường, chúng ta đi xem sao. Tô Trì cắn răng nói, người thổ phồn còn chưa xuất hiện, chúng trốn trong sơn cốc, quân hầu cẩn thận. Bọn chúng vừa rồi không xông ra, bây giờ có ra cũng tác dụng gì, thống lĩnh đám người thổ phồn này chẳng thông minh gì. Vân Sơ nói xong đã thúc ngựa xuống sườn núi, y không hỏi tình cảnh của Hạ Lan Mẫn Chi làm Tô Trì khó mở miệng. Khi Vân Sơ xuống hẻm núi thì nhân mã của Bùi Hành Kiệm đang chiến đấu, còn Ôn Nhu thì thong dong ngồi bên sông đóng băng, đập vỡ một cái hố, câu cá. Vân Sơ chẳng để ý tới Vương Phương Dực đang chỉ huy nhân mã tiến hành tìm kiếm kiểu cuốn thảm, tới bên cạnh Ôn Nhu nói, loại sông này không có cá đâu. Ôn Nhu quay đầu lại hỏi, vì sao? Nước quá thấp nên không đủ độ ấm. Vân Sơ đang chỉ bảo kinh nghiệm cho Ôn Nhu thì Ôn Nhu kéo cần lên, không ngờ có con cá to bằng bàn tay, nó chưa cam tâm, không ngừng vùng vẫy, vảy bạc dưới ánh mặt trời lấp lánh rất đẹp mắt. Ôn Nhu không lợi dụng thời cơ châm chọc Vân Sơ, hắn làm bộ mặt cao nhân không chấp phàm tục còn khó ưa hơn gấp bội, tiếp tục câu cá. Vì ngươi thổi tù và khiến cả hai bên đều kinh hãi lao vào nhau chém giết, giờ thì Bỉ Túc Khả Hãn bị giết, Bỉ Túc Độc bị giết, đến ngay cả Độc Giải Chi Đặc Cần cũng chết. Người hồi hột không còn Khả Hãn nữa. Vân Sơ không phục, đi xem con cá ngu ngốc kia, là cá thật, không có gì phải nghi ngờ, đá một phát cho nó bay lại sông băng. Ta được tin có người thổ phồn trong vương đình hồi hột, sợ các ngươi không đề phòng bị thiệt nên không thể không thổi tù và. Ôn Nhu gật gù, vậy thì là chuyện tốt, vương đình hồi hột chẳng cần giữ nữa. Vân Sơ gọi Tô Trì tới, giao hắn cho Ôn Nhu, còn mình dẫn Tắc Lai Mã đang hớn hở đi tìm Bùi Hành Kiệm, vương quan của hồi hột Khả Hãn hẳn trong tay hắn.
Ôn Nhu từ xa thi lễ với Tắc Lai Mã, Tắc Lai Mã thì ngồi trên ngựa ôm ngực thi lễ, vì Vân Sơ không giới thiệu, hắn chỉ có thể làm thế. Tắc Lai Mã nhìn người hồi hột bị người Đường lùa vào một chỗ, hưng phấn nói, nhi tử, người của con bắt được nhiều nô lệ quá. Vân Sơ không muốn Tắc Lai Mã mất vui, chẳng thể nói quân Đường ở đây không phải do mình tiết chế, y không có quyền định đoạt số người này, chỉ ậm ừ cho qua. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 794, Đại kế của Tắc Lai Mã. Vân Sơ vào vương trướng đã được dọn dẹp, bên trong mùi máu tanh vẫn rất đậm, Bùi Hành Kiệm ngồi uy phong trên chiếc ghế phủ lông gấu, tay trái cầm lá cờ lớn, tay phải cầm vương quan. Toàn thân hắn như bức tượng, ngồi đó không nói không rằng. Trước mặt hắn là mấy chục quan viên hồi hột ăn mặc hoa lệ, Bùi Hành Kiệm không nói, những người này không dám động đậy. Khi Vân Sơ đi vào, Bùi Hành Kiệm mới ngồi thẳng lên, người thổ phồn tới hả? Vân Sơ đứng ở cửa lều, thân thể cao lớn che mất ánh mặt trời, tạo thành bóng đen lớn trên mặt đất. Đám quan viên hồi hột vội vàng quay đầu, bọn họ nhận ra ngay, võ tướng người Đường này địa vị không hề kém Bùi Hành Kiệm ngồi trên vương tọa. Vân Sơ chẳng trả lời, đi thẳng tới bên Bùi Hành Kiệm, lấy vương quan khỏi tay hắn, nhìn một lúc lấy dao ra cậy viên lục bảo thạch khảm trên đỉnh, sau đó trả lại cho Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm bực mình ném vương quan đi, mất nửa giá trị rồi. Vân Sơ cười, ngươi thổ phồn tới rồi đấy, chiến công mà ngươi kỳ vọng sắp tới. Ngươi thổ phồn lúc nào không nhăm nhe Tây Vực, có gì lạ đâu, nếu luận Khâm Lăng là kẻ biết dùng binh, ta hết sức kỳ vọng được đánh với hắn ở Tây Vực. Lần này phiền hơn, mục dân thổ phồn tìm được đường tắt qua núi Côn Lôn, đem so với trước kia phải vòng qua đại tiểu bộ luật thì lộ trình thủ hẹp 7 phần. Bùi Hành Kiệm mặt không đổi sắc, làm sao ngươi biết có lối tắt qua núi Côn Lôn? Vân Sơ giải thích, ở chùa Kim Phật, Vân Na nhặt được một nữ hài toàn thân xem bức tranh màu sắc. Nghe nói nữ hài này do quý nhân thổ phồn bồi dưỡng, đợi nó lớn lên thì lột ra nó cho các pháp sư bổn giáo thổ phồn. Vải ở thổ phồn quá quý giá, nên họ thường vẽ tranh lên da cừu, da trâu, sau đó không rõ làm sao lại vẽ lên da người. Có truyền thuyết kể rằng Tùng Tán Can bố chúng độc thường chảy máu, ông ta dùng máu máu vẽ tranh thiên nữ. Tăng lữ thổ phồn và pháp vương bổn giáo từ đó thích dùng thân thể người chế tác tranh. Vân Sơ cũng đem chuyện gặp Tô Trì kể ra, trước đó chuyện của nữ hài kia còn chưa khiến y tin hẳn, giờ không cần nghi ngờ nữa. Bùi Hành Kiệm gằn giọng, bảo sao khi ta dẫn quân tới, hồi hột vương không bố trí phòng vệ quá nhiều ở vương đình, lại đem võ sĩ phái tới đối đầu với Thạch Quốc. Ra là nhử ta lơi lỏng, rồi định dùng đám người thổ phồn kia đối phó với ta, bản thân trục lợi đây mà. Lối tắt đó ở đâu? Vân Sơ đoán, có thể tách núi Côn Lôn ra trừ thần chỉ có sông mà thôi, vậy ta nghĩ sông Khắc Lý Nhã ở Vu Điền là khả nghi nhất. Thế nào, tin tức này đáng một viên bảo thạch chứ? Bùi Hành Kiệm gật đầu, đáng. Vân Sơ tung viên lục bảo thạch trong tay lên rồi bắt lấy, đi đây. Bùi Hành Kiệm phất tay, không tiễn. Một núi không thể có hai hổ, đây là địa bàn của Bùi Hành Kiệm, Vân Sơ không muốn phải nhìn cái mặt thối của hắn làm việc. Tương tự, Bùi Hành Kiệm biết Vân Sơ lợi hại, song không muốn chia sẻ vinh quang với y, nên ít gặp nhau là cách chung sống hòa bình tốt nhất. Đợi Vân Sơ từ trong vương trướng đi ra thì Tắc Lai Mã và Vân Na đã chọn cho mình rất nhiều nô lệ. Vốn Vương Phương Dực lùa những người hồi hột này vào đây là để giết hết, sau đó đem thảm án này vu vạ cho người thổ phồn. Kết quả không biết ở đâu ra một bà nương hồi hột chỉ đạo Vân Na, lại được Tiêu Ngọc Hoa và A Phàm để lựa chọn không. Ít nam nữ vô lệ vừa mắt, trong đó nữ nhân trong vương trướng hồi hột bị mẹ con họ vét trọn ổ. Vương Phương Dực nổi giận định đuổi họ đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì Pháp Hoa Đại Sư mặt vô cảm đi tới nó vài câu, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng nhìn hai mẹ con nhà kia hớn hở bắt người như bắt cừu. Khi Vân Sơ đi ra thì phát hiện Tắc Lai Mã bắt được 1.500 nô lệ. Toàn là cừu đợi bị xẻo thịt, cứu được ai tốt người đó. Tắc Lai Mã miệng nhai đỗ tương, tay cho đại phì ngồi trên vai mình ăn, thi thoảng tay không cẩn thận bị răng cửa lớn của đại phì cắn phải thì đánh nó một cái. Đại phì không phản kháng, nó đang bận ăn. Vân Sơ nhìn Tắc Lai Mã mà hoang mang, trước kia Tắc Lai Mã chỉ biết ăn, đối với chuyện khác phản ứng rất chậm, có thể nói chẳng làm được việc gì ra hồn. Cho nên từ khi còn rất bé Vân Sơ đã không nghe lời Tắc Lai Mã. Mấy ngày qua khi thực sự gặp chuyện,
Vân Sơ mới nhận ra Tắc Lai Mã là nữ nhân rất thông minh. Có lẽ trước kia sống dưới Đại Tuyết Sơn, chẳng có cơ hội cho Tắc Lai Mã thể hiện, ai nấy đều suốt ngày nghĩ cách lấp đầy cái bụng, cho nên Tắc Lai Mã chẳng biết làm gì trông rất ngốc. Na Cáp nói, nó có một thành trì đang xây dựng. Tắc Lai Mã thấy Vân Sơ rảnh rồi thì tới bên cạnh nói nhỏ, ta còn muốn người Tắc sau này dựa vào Na Cáp sống, dù sao thì bọn họ yếu lắm rồi, chẳng tồn tại được lâu nữa. Người hồ hột sau chuyện lần này thì chẳng trông đợi được gì, cần chỗ dựa mới. Cái gì của Na Cáp cũng là của con, nếu hai đứa yêu thương nhau, thế là đều có một đám người để sai bảo. Nếu những người kia không chịu thì con cho họ ít tiền, nếu họ không cần tiền thì bảo Na Cáp đi nói. Nữ nhi của ta đẹp như thế, bọn họ nhất định sẽ thích. A Phàm Đề ở bên cạnh hậu hạ nghe an bài tinh diệu của Tắc Lai Mã như mê như say. Da mặt Vân Sơ co giật, có ngốc mới dùng Vân Na đi làm mỹ nhân kế. Cho Bùi Hành Kiệm 10 lá gan thì hắn cũng không dám tiếp nhận mỹ nhân kế của Vân Na. Chưa nói Huyền Trang đại sư sẽ trở mặt, Pháp Hoa đại sư sẽ hòa thân thành kim cương trợn mắt, Lý Hoàng chắc sẽ nổi điên. Có điều đại kế quật khởi mà Tắc Lai Mã nói trừ đi phần lấy Vân Na ra làm mỹ nhân kế thì cái khác vẫn được. Người Tắc vốn là cái bộ tộc không có sự kiên trì của mình, ai cho bú thì gọi mẹ. Chỉ cần Vân Sơ hô một tiếng, cái bộ lạc người Tắc sắp bị người hồi hột ép cho diệt tộc rồi, tất nhiên sẽ hớn hở nương tựa vào người Đường có đội quân hùng mạnh như Vân Sơ. Tắc Lai Mã rất có lựa chọn dẫn đi rất nhiều nam nữ trẻ đẹp đẽ từ vương trướng. Khi nữ tử trẻ đó kết hợp với nam tử trẻ người Tắc, nam tử trẻ kết hợp nữ tử trẻ người Tắc, chỉ cần 20 năm thôi, người Tắc sẽ khôi phục thời kỳ đỉnh thịnh. Vân Sơ đem viên lục bảo thạch đưa Tắc Lai Mã. Tắc Lai Mã tức thì cười ngoạc miệng, thiếu chút nữa thì quên luôn. Đại kế phục hưng bộ tộc. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 795, chỉ cần ngươi xéo đi. Quân Đường chắn ngang qua cửa hẻm núi tới giờ vẫn chưa cho một ai đi qua, nói cách khác người thổ phồn ở ngoài không hề biết chuyện xảy ra ở vương đình người hồi hột. Tô Chí nói, người thổ phồn đợi đêm nay, khi đại hội chúc mừng của người hồi hột tới lúc náo nhiệt nhất, sẽ tập kích. Vân Sơ không hứng thú với chuyện này, Bùi Hành Kiệm cũng không muốn Vân Sơ nhúng tay vào chuyện của An Tây Đô Hộ. Vân Sơ và Ôn Nhu dẫn binh mã của thương đội rời vương đình hồi hột, đi mất nửa ngày về tới Quy Tư. Tắc Lai Mã thừa lúc Vân Na điên cuồng dùng nước nóng tắm rửa, thừa lúc Vân Sơ và Ôn Nhu bàn việc, ngay trong đêm nàng cưỡi ngựa đi mất. Đi theo nàng còn có Tiêu Ngọc Hoa và A Phàm Đề. Mới đầu Tắc Lai Mã muốn lừa A Phàm Đề đi cùng mình, A Phàm Đề nghe xong thấy chuyện này thế nào cũng phải kéo theo vương nhà mình, thế là ba người thương lượng một phen, thấy việc này rất khả thi. Thế là bọn họ rời Quy Tư, tới thẳng bộ lạc người Tắc. Đợi Vân Na được nữ nô giúp đỡ khó khăn lắm mới tắm rửa sạch sẽ, không còn chút cháy giận nào cũng muốn đem Tắc Lai Mã luộc sạch một phen. Nhưng tìm mãi không thấy mẫu thân đâu mới có người nói với nàng là Tắc Lai Mã dẫn đám Tiêu Ngọc Hoa, A Phàm Đề tới bộ lạc người Tắc rồi. Vân Na vội vàng chạy tới phòng ca ca kể chuyện, Vân Sơ đứng bật dậy, nhưng y ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Hỏi Ôn Nhu và Trung Quỳ đối diện, các ngươi thấy nếu Vân Na có một bộ lạc lớn, liệu có xảy ra vấn đề gì có dự đoán không? Ôn Nhu trầm mặc một lúc rồi nói, chỉ cần ngươi không dính dáng vào thế lực này, bên cạnh Vân Na tự phát xuất hiện một bộ tộc bảo vệ không phải là chuyện xấu. Trung Quỳ cũng nói, mỗi bộ tộc trên nghìn người sống ở đâu đều do triều đình an bài, nếu những người này theo Vân Na, thuộc hạ thấy không sao cả. Ôn Nhu nói thêm, nếu Vân Na có một bộ tộc để dùng, sau này làm việc ở Tây Vực làm việc thuận tiện hơn nhiều. Vân Sơ suy nghĩ một lúc rồi chắp tay, nếu hai người đều đã đồng ý thì làm sao đưa những người này tới Sơ Lạc Đại Tuyết Sơn, phải nhờ vào hai người. Ôn Nhu ngạc nhiên, năm nay Hoàng đế thiết lập Sơ Lạc Đô Đốc Phủ dưới Tuyết Sơn, nơi này đặt trọng binh một chiếc trùng phủ, Đô Đốc Vương Thế Kiệt cũng là một mãnh tướng ở Đại Đường. Càng nghe nói con khỉ già đã bố trí ở Tây Vực nhiều năm, Phật Quốc ở Tây Vực đã xây xong quá nửa. Đúng lúc như vậy mà Vân Sơ lại đi, Ôn Nhu cau mày, có chuyện gì? Ngươi định hành động một mình à? Vân Sơ là thế, một khi y định làm gì, quyết định có thể đưa ra trong khoảnh khắc, ta muốn tới xem Thạch Quốc thế nào. Cũng muốn tới tận cùng phía Tây xem Đại Thực có cường đại như Vương Tử Ti Lộ Tư nói không? Người Đại Thực đã xâm nhập vào Thạch Quốc truyền giáo rồi, thậm chí đã tới cả Trường An,
chúng ta sớm muộn cũng phải tiếp xúc với chúng, vậy mà tới giờ chúng ta chưa biết gì cả. Trước kia còn định mọi người cùng nhau đi, nhưng sự phát triển của Vân Na ở Tây Vực vượt xa dự đoán của chúng ta. Như ngươi đã nói đấy, chỉ cần ta không dính dáng tới chuyện Vân Na gây dựng thế lực sẽ không có chuyện gì, vậy thì ta đi. Chuyện ở đây nhờ các ngươi. Ôn Nhu thấy Vân Sơ đã quyết, hơn nữa giải quyết như thế không tệ, thì bảo Trung Quỳ, ngươi đi cùng đi, chuyện ở Sơ Lạc thì một mình ta ứng phó là được. Có điều ta phải nói với ngươi, đề phòng Bùi Hành Kiệm, hắn biết mục đích của chúng ta là đi tìm kho tàng phục quốc của Ti Lộ Tư. Nhưng hiện khống chế chặt chẽ Ti Lộ Tư, cũng chưa từng thảo luận với chúng ta về chuyện này, không rõ định làm gì. Vân Sơ đứng dậy cười ha hả, ngươi cứ hay hao tổn đầu óc vào chuyện không cần thiết, ta đi hỏi thẳng Bùi Hành Kiệm là xong. Ta thấy tên này hiên rời xa Trường An, gan hẳn to ra một ít rồi. Ôn Nhu đánh mắt với Trung Quỳ, hàm ý rõ ràng, đã biết vì sao ngươi phải đi theo chưa. Kẻ gan to ra không chỉ có mỗi Bùi Hành Kiệm. Tắc Lai Mã đi được 3 ngày liền có thám báo về nói, Tắc Lai Mã đang du thuyết người Tắc, hiệu quả rất tốt, một số bộ lạc đã bắt đầu thu dọn hành trang theo Tắc Lai Mã rồi. Ngày thứ tư Bùi Hành Kiệm quay về, trong lòng hắn bế một đứa bé hồi hột 4-5 tuổi. Nhìn Vân Sơ đứng ở cổng thành nghênh đón mình, Bùi Hành Kiệm liền giơ cao đứa bé lên, khoan khoái hô to, Vân Sơ, sao còn không mau mau tới tham bái đại đường vũ vệ tướng quân, hồi hột khả hãn. Vân Sơ hừ một tiếng, có chắc không đấy, ta thấy đứa bé đó giống ngươi lắm. Bùi Hành Kiệm hết hồn, vội giao đứa bé đó cho tùy tùng bên cạnh, không dám khoe khoang nữa, đi tới kẹp cổ Vân Sơ. Ngươi đừng nói lung tung, chuyện này truyền đi, không chỉ ta gặp vấn đề mà còn ảnh hưởng tới chiến lược của đại đường ở Tây Vực. Chiến lược cái rắm, Vân Sơ gỡ tay hắn ra. Không biết tính hình của Tiết Nhân Quý ở Bắc Đình Đô Hộ Phủ ra sao, chứ từ hành vi của Bùi Hành Kiệm ở An Tây cho thấy, hắn xử lý chuyện ở Tây Vực rất tùy tiện. Ý chỉ của Hoàng đế thì phải chấp hành chính xác, nhưng ý chỉ chẳng qua là phương châm lớn, đến khi cần quan viên Tây Vực cần thủ đoạn mềm mỏng tinh tế thì họ làm quá thô sơ tùy hứng. Chuyện này không thể trách được, ở Tây Vực, quyền lực của võ tướng vượt xa quan văn. Thêm vào sức ức thúc của triều đình kém, võ tướng thích nhanh gọn nên thủ đoạn thô bạo hoành hành khắp Tây Vực. Hồi Hột Vương bị giết, lượng lớn quan viên, huân quý bị thanh trừng, Bùi Hành Kiệm lại chỉ kiếm một đứa bé lên làm Hồi Hột Vương. Bá đạo thì bá đạo đấy, nhưng cũng gieo xuống hạt giống thù hận trong lòng người Hồi Hột rồi. May là bây giờ Bùi Hành Kiệm còn cường đại, quân An Tây cũng cường đại, đủ trấn nhiếp người Hồi Hột không dám làm bừa, nhưng sự áp chế này chỉ có tác dụng nhất thời. Một khi sức mạnh của người Đường ở Tây Vực suy yếu, Vân Sơ tin, người đầu tiên tạo phản là người Hồi Hột. Hôm nay đứng đây đợi ta làm gì? Bùi Hành Kiệm có chút đề phòng, quan hệ hai người bọn họ chưa bao giờ thực sự tốt đẹp, từ ngày đầu gặp nhau đã thế. Vân Sơ không vòng vèo, lấy ra một túi gấm, cẩm nang diệu kế, có thể giúp người an định Tây Vực, ít nhất có thể vỗ về người Hồi Hột. Trước kia ta hỏi kế ngươi, ngươi lảng tránh, hôm nay vì sao chủ động hiến kế cho ta? Bùi Hành Kiệm nghi ngờ, Vân Sơ thở dài, ta sắp đi một chuyến, giúp ta chiếu cố cho Vân Na. Bùi Hành Kiệm chưa đợi Vân Sơ nói hết đã giật ngay lấy cái túi gấm, chỉ cần tên này xéo đi là ổn, đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 796, lấy cho trẫm bầu rượu. Ôn Nhu rất tin tưởng năng lực làm việc của Vân Sơ, y đã đi tìm Bùi Hành Kiệm nói chuyện rồi, bất kể uy hiếp, thỏa hiệp hoặc lừa gạt thì coi như chuyện cũng xong. Hắn không cần lo việc làm của Tắc Lai Mã có thể gây họa cho Vân Na nữa, và lại tâm trí Ôn Nhu cũng đang đặt vào một chuyện khác. Tính toán thời gian thì thư của hắn và Vân Sơ gửi đi từ Cao Xương, lúc này hẳn là tới Trường An rồi. Vốn bọn họ cũng không muốn làm chuyện xấu xa như vậy, nhưng thân là quan viên, hai người lại ở quá xa trung tâm quyền lực. Nếu không thể khiến hoàng đế nhớ tới sự tồn tại của mình thì làm việc cực kỳ bất lợi. Trường An đêm qua có một trận bão tuyết, tháp Đại Nhạn vào mùa đông xám xịt xấu xí sau khi phủ thêm lớp tuyết trắng liền thành thiêu kiều bá mị, từ một thiết hán chí dương chí cương thành tên béo âm hiểu. Sau khi tiếng chuông buổi sáng của Trường An gõ lên, kinh động đám vịt trời trú ở tháp Đại Nhạn, tức thì tiếng vịt kêu ồn ào, tiếng đập cánh lộn làm buổi sáng của phường Tấn Xương chẳng bao giờ yên lành. Vân Na thích ngủ nướng vì thế mà ghét chúng lắm,
nhưng dù nàng bắt chúng nướng ăn bao nhiêu cũng chẳng khiến số lượng của chúng giảm đi chút nào. Cổng thành Trường An vừa mới mở ra một cái, tiến vào thành trước tiên là sứ giả các nơi đã đợi ở ngoài thành một đêm. Bọn họ hoặc ngồi xe, hoặc cưỡi ngựa, đi bộ vội vàng đem thông tin tới từ khắp nơi trên toàn quốc tới trung tâm đế quốc. Khi các sứ giả bước lên Chu Tước Đại Nhai được quét dọn hết tuyết, một vầng mặt trời đỏ ối cũng từ phía chính đông bay lên. Ánh mặt trời chiếu xuống thành Trường An bao phủ trong sắc trắng, tựa như chốn tiên cảnh nhân gian. Có điều cảnh đẹp chẳng duy trì được bao lâu, trước tiên là khói đen cuồn cuộn từ phường Tấn Xương bốc lên, đó là nhà ăn lớn đốt bếp. Tận 26 bếp lớn, cả phường lần nữa hoạt động hết công suất, cung cấp thịt chín cho người Trường An vào Tết. Cùng lúc ấy ống khói các nhà các hộ trong thành Trường An cũng bốc lên. Nay bách tính trong thành Trường An đã không còn thích dùng than củi hoặc là củi để sưởi ấm nữa, bếp lò cùng than đốt lò do phường Tấn Xương mới cung cấp đã nhanh chóng phổ cập. Cho nên bầu trời Trường An chẳng giữ nổi vẻ đẹp bao lâu, chẳng những xám xịt, thi thoảng còn có cho than rơi xuống. Nhà nhà hộ hộ nổi khói bếp, trong mắt Lý Trị đó là biểu hiện của sự giàu có, một ngày ba bữa mới có cảnh này vào sáng sớm. Còn về phần hai chữ ô nhiễm chưa từng hình thành trong đầu người đường. Đêm qua tuyết quá lớn, đè gãy không ít trúc trong cung, sáng sớm Lý Trị dẫn gấu đi dạo phát hiện bụi trúc phía nam mà gấu lớn thích ăn nhất bị đè gãy, làm tâm tình nó không tốt. Cho nên khi ăn chiêu thực, Lý Trị cho nó thêm một cái bánh nướng mật ong. Mỗi ngày hắn bắt đầu làm việc từ xem báo cáo của Bách Kỵ Ti, tờ giấy đặt trên cùng có rất ít chữ, chỉ vài ký tự, cả đêm bình yên. Lý Trị thuận tay ném luôn tấu sớ đó vào chậu lửa, nhìn giấy cháy bừng bừng mới lấy tấu thứ hai. Từ giấy này cũng viết rất ít, thư phòng xem tuyết, cả đêm không ngủ. Lý Trị mỉm cười, cũng đốt tờ giấy này, nhưng nụ cười cũng chẳng kéo dài được lâu, nhìn đống tấu chương cao như núi, hắn thở dài một tiếng, nhéo tai con gấu lớn rồi bắt đầu đọc. Thư phòng im phăng phắc, chỉ thi thoảng có hoạn quan tới thay nước trà nóng cho hoàng đế, con gấu lớn cuộn mình ngủ say dưới chân Lý Trị. Mặc dù không thể so được với sự cần cù của cha mình, Lý Trị cũng là hoàng đế chăm chỉ, nhất là sau khi bệnh đau đầu đã lâu không tái phát, mỗi ngày hắn đều kiên trì xem tấu chương. Hơn một canh giờ sau Lý Trị cũng mệt, giang tay ra cho đỡ mỏi, gạt vào đống tấu chương, tức thì đổ ra bàn. Hoạn quan phía sau vội vàng chạy lên sắp xếp. Lý Trị nhìn thấy một tấu chương màu xanh, thuận tay rút ra xem, mở đầu viết, chính tắc huynh khỏe không, đệ ở Cao Sương. Đây chẳng phải thư tên Nhị Bách Ngũ viết cho Lưu Nhân Quỹ à? Chậc chậc, một đông một tây, xa cách hàng vạn dặm mà vẫn viết thư cho nhau. Lý Trị sờ phong bì, khá dày, không rõ có gì mà nói lắm thế, tức thì hắn cười dày. Nhét hai chân vào đống lông ấm áp của gấu lớn, đổi tư thế thoải mái, chuẩn bị xem lá thư rất dày Vân Sơ viết cho Lưu Nhân Quỹ. Đọc trộm thư của người khác, đó là sở thích không tiện nói của hoàng đế. Mới đọc được một lúc, Lý Trị mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thư, tay thì giơ lên vẫy, mang cho trẫm bầu rượu. Văn chương hay có thể lấy để nhâm rượu. Văn chương vỗ mông hay đương nhiên càng có thể lấy nhắm rượu, giống như đậu hũ thối vậy, người khác thấy thối, nhưng người ăn lại thấy mùi thơm trong đó. Lý Trị đọc thư Vân Sơ viết Lưu Nhân Quỹ tới 3 lần, hắn cực kỳ tán thưởng với phân tích lý giải những bố trí của mình ở Tây Vực mà Vân Sơ viết ra, cảm giác như bá nha gặp được tử kỳ. Giống như những danh tác, khi tác giả của nó sáng tác chắc gì có ý đó, đời sau phân tích lại viết 3 trang dài. Thế nên dù một số lý giải của Vân Sơ vốn Lý Trị chẳng nghĩ tới, nhưng khi đọc xong hắn cho rằng Vân Sơ đã lý giải hoàn mỹ bàn cờ lớn của mình ở Tây Vực. Nếu thư chỉ có thế thì Lý Trị chỉ đọc một lần là đủ rồi, nhưng ở phần sau, Vân Sơ liệt kê ra một loạt phương pháp chấp hành. Quán triệt ý đồ của Hoàng đế ở Tây Vực, hỏi ý Lưu Nhân Quỹ kinh nghiệm phong phú xem lựa chọn cách chấp chính nào. Lý Trị có thể bố trí kế hoạch to lớn, nhưng bảo hắn tốn tâm tư định ra phương án hành động thiết thực thì làm khó hắn quá rồi. Còn Vân Sơ là quan viên cơ sở ưu tú, lại có năng lực chấp hành rất cao, nên mỗi phương sách y đều đưa ra 3 biện pháp giải quyết, cùng với cả trở ngại có thể gặp phải vừa phương án khắc phục, giảm tổn hại. Lý Trị liền thấy kế hoạch của mình là phương châm chính sách vô cùng tốt. Uống hết bầu rượu, Lý Trị thấy trong phong bì tấu chương xanh vẫn còn một lá thư nữa, là của Ôn Nhu viết cho lão tổ, vừa đọc vài dòng hắn lại hưng phấn vẫy tay, lấy cho trẫm bầu rượu nữa. Hoạn quan mau chóng chạy đi, mới sáng sớm làm bệ hạ vui thế này thật hiếm có, phải biết khi tiệp báo đại phá Tân La truyền về,
bệ hạ chỉ uống một bầu rượu thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 797, Cha Hiền Con Hiếu. Thư của Ôn Nhu khác hẳn của Vân Sơ, nói tới ảnh hưởng của đại kế của bệ hạ với hào môn thế gia, cùng với phản ứng có thể có của hào môn. Phần đầu thư không khác của Vân Sơ là bao, ra sức tán dương tầm nhìn trí tuệ của hoàng đế khi bố trí Tây Vực, thể hiện may mắn của mình được sống dưới thịnh thế, quân vương anh minh thần võ. Đoạn sau Ôn Nhu kiến nghị với lão tổ làm sao có thể tham gia vào kế hoạch lớn của hoàng đế, từ đó lấy được lợi ích hợp lý hợp pháp cho Ôn gia. Đoạn cuối Ôn Nhu quyết đoán cho rằng chính sách của hoàng đế ở Tây Vực không hề xung đột với lợi ích Ôn gia. Lại tán dương một hồi hoàng đế tính toán sâu xa lại cân nhắc tới lợi ích của thế gia, hỏi kế lão tổ mình phải theo sát bước chân của hoàng đế thế nào. Lý Trị càng đọc càng dễ chịu, đoạn cuối đọc lại lần nữa. Uống hết hai bầu rượu gạo, xem hai bản văn chương đặc sắc, Lý Trị xem tấu chương còn lại không khác gì nhai rơm, bực tức ném đi. Anh tài thiên hạ sao ít ỏi như vậy, chỉ dăm ba người dùng được, còn lại chỉ là hạng tầm thường. Cảm thán xong Lý Trị đi giày vào, bước ra ngoài thềm Thái Cực Điện. Nắng lên sau tuyết lớn làm thành Trường An rực rỡ hẳn lên, từng cột khói bếp bốc lên làm Lý Trị thấy một không bình yên hoan lạc. Tả Xuân vội vàng chạy ra, khoác áo choàng cho hoàng đế, Lý Trị hỏi, Tây Vực có gì mới không? Dạ, phía Thổ Phồn truyền tin, Luận Khâm Lăng phát hiện ra trong núi Côn Lôn có đường thông tới Vu Điền Tây Vực, đã phái quân đi 3 tháng rồi. Đi đi, tốt lắm, mấy tướng quân giỏi nhất của trẫm đều ở Tây Vực, để trẫm xem. Tốt, cuộc là Luận Khâm Lăng lợi hại hay tướng quân của trẫm lợi hại? Bọn chúng nếu ngay cả một tên Luận Khâm Lăng vất vả viễn chinh mà cũng không đối phó được thì uổng công trẫm đánh giá cao rồi. Lý Trị cười lạnh, còn gì nữa không? Tả Xuân nhỏ giọng nói, Phật nữ Vân Na ở Cao Xương lập đàn giảng kinh, khiến vạn dân triều bái, không ít người nguyện vứt bỏ nhà cửa, đi theo Phật nữ. Nói với Trương Đông Hải, khống chế Phật môn ở Tây Vực, đừng để đi quá giới hạn. Bệ hạ, trọng trách thế này e không phải Trương Đông Hải có thể làm được. Lý Trị cúi đầu nhìn cảnh tượng Trường An hưng thịnh, nói, giao cho Vân Sơ định đoạt đi, chấm tin y không thiên vị. Tả Xuân lòng giật đánh thót, để Vân Sơ đi đánh giá hành vi của muội tử Vân Na ở Tây Vực có hợp lý không, đây là chuyện vô cùng không hợp lý. Ông ta muốn nhắc nhở hoàng đế, Vân Sơ chiều chuộng đứa muội tử này tới mức vô độ rồi, phải tránh đi mới đúng. Nhưng phát hiện hoàng đế có vẻ không quá để ý chuyện này thì không dám nói nữa, vì điều này cho thấy bệ hạ cực kỳ tin tưởng Vân Sơ. Đây chẳng phải dấu hiệu quyền thần mới xuất hiện sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà mình không biết? Thái độ của hoàng đế với quan viên thay đổi lớn như vậy, thân là đầu não của mật điệp lại không biết nguyên do, Tả Xuân cực kỳ bất an. Thời tiết rất lạnh, ngoài trời có thể nói đã lạnh tới mức căn bản không cách nào chịu được, nước ao sen đã đóng băng dày. Những nhà quyền quý nuôi cá cảnh trong ao đều phải vớt lên mang vào phòng nuôi ở chum, tất nhiên với những ao không đủ sâu, băng có khả năng đóng tận đáy mới phải làm như vậy. Vậy mà Thái tử Lý Hoàng tựa hồ chẳng biết lạnh là gì, nó không mặc áo choàng lớn, toàn thân trên dưới chỉ có một bộ thanh sam. Nếu không phải dáng đi như rồng như hổ, chẳng ai liên hệ tiểu thiếu niên này với Thái tử. Có những người phải mặc long bào vào mới thành hoàng đế, với Lý Hoàng mà nói, hắn mặc cái gì cũng là miện phục của Thái tử. Từ ngày một mình xử lý vụ người đại thực ám sát, tiện thể thanh trừng Thái tử Lục Soái, Lý Hoàng tự tin hơn rất nhiều, những chuyện trước kia nó không dám nghĩ tới, giờ ngang nhiên làm rồi. Như lúc này đây Lý Hoàng vừa mới tan học, nách còn kẹp một cuốn sách, để đầu trần, tóc cũng chẳng búi lên, tùy tiện buộc cái đuôi ngựa, cứ thế tiến cung. Nó đi qua đâu là mọi người cúi đầu tới đó, không vì Thái tử còn nhỏ mà có chút xem nhẹ nào. Sự kiện say rượu nói linh tinh trước kia đã bị hóa giải hết. Con gấu lớn đang lăn lộn nghịch tuyết, vừa thấy Thái tử một cái liền định bỏ chạy, bị Thái tử thân thủ mẫn tiệp bắt được, nhảy lên lưng nó. Con gấu ngốc cứ thế chạy vòng tròn không biết phải làm sao, Lý Hoàng ngồi trên lưng cười khanh khách. Mặt đất quá trơn, con gấu ngốc quá béo, không khống chế được thân thể xô vào cái cây. Làm tuyết rào rào đổ lên người, vùi nó chỉ còn cái đầu to nhô ra ngoài hướng về phía Lý Trị kêu ư ử cầu cứu. Lý Trị tức giận mắng Lý Hoàng, đã nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng gấu, bao tuổi rồi còn nghịch ngợm thế. Lý Hoàng vui vẻ tới bên cạnh Lý Trị, phả ra làn hơi trắng, xoa xoa tay, 2 năm nữa thôi là không được rồi,
nhân lúc phụ hoàng còn tha thứ được, hài nhi nghịch ngợm một chút. Lý Trị nhìn nhi tử đã cao tới vai mình, cởi áo lông khoác lên người nó, vờ giận, trời tuyết lớn sao mặc mong manh như vậy. Lý Hoàng khoác áo choàng lại cho phụ thân, bật nhảy tại chỗ còn lộn nhào một vòng, vỗ ngực nói, phụ hoàng thấy nhi tử nào trắng kiện như vậy chưa? Lý Trị bĩu môi, a tổ con có sức bắt hổ bắn gấu, cuối cùng chẳng phải ốm bệnh trên giường bao năm. Lý gia chúng ta khí huyết quá vượng, tuổi cao một chút là phải chịu khổ bởi chứng đau đầu. Phụ hoàng mấy năm qua tổng kết ra được cách hóa giải, chứng bệnh này không phải thân thể cường tráng là có thể tiêu trừ. Ngược lại đừng vận động mạnh, hoạt động chủ yếu là để thư giãn gân cốt, nên ăn nhiều rau, thịt thì chủ yếu là ăn cá, sẽ trì hoãn bệnh phát tác. Lý Hoàng chép miệng, cá nhiều xương, chẳng có mùi vị gì, ăn lại chẳng no, hài nhi không thích. Lý Trị giơ tay bập Lý Hoàng một phát, thứ này với con mà nói là thuốc, sau này ăn nhiều vào, bớt tới phường Tấn Xương ăn thứ mỡ màng đi, không có lợi gì đâu. Lý Hoàng bị phụ hoàng đánh chẳng sợ, còn ở bên lẩm bẩm, phụ hoàng ăn như gấu khoang ấy, cứ thế này có khi còn gặm chúc. Lý Trị nhìn nhi tử mặt mày không khác gì mình, thở dài, đợi bệnh tật tìm tới con thì con sẽ biết rau củ tốt thế nào. Được rồi, từ hôm nay trở đi hài nhi mỗi ngày sẽ ăn sống một củ măng, măng chưa nấu đắng chát khó ăn. Chưa đợi Lý Trị nói hết, Lý Hoàng đã kinh hãi thốt lên, vậy là phụ hoàng bắt trước nó gặm măng sống rồi à? Lý Trị giơ chân đá thẳng vào mông Lý Hoàng, nó mượn lực trượt đi trên mặt tuyết, tung mình lộn người qua bồn hoa, cười khanh khách chạy mất, phương hướng là Lưỡng Nghi Điện. Nhìn nhi tử bừng tràn trề sinh lực như thế, mặt Lý Trị hiện lên nụ cười, nói với Tả Xuân, may nó là nhi tử của trẫm, nếu là nhi tử của Thái Tông Hoàng đế, ăn một trận roi là nhẹ. Tả Xuân cười nịnh, bệ hạ là người ít bị mắng bị đòn nhất. Lý Trị thở dài, trẫm thà không có hoàng vị, cũng hy vọng cha hiền con hiếu, cả nhà hòa thuận. Tả Xuân không cần biết hoàng đế cảm xúc nhất thời, nói cho có hay thật lòng, vội vàng khom người, thái tử hiếu thuận, bệ hạ đã thực hiện rồi ạ. Chú thích, trên lịch sử Lý Trị rất yêu thương Lý Hoàng, hình như là trường hợp duy nhất thái tử mất lại được hoàng đế truy phong con mình làm hoàng đế, đủ thấy thương xót ra sao. Hết chú thích. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 798, Trái Tim Đế Vương của Lý Hoàng. 1. Lý Hoàng rời Thái Cực Điện tới thẳng Lưỡng Nghi Điện, vừa đi vừa thoăn thoắt búi lại tóc, lấy ra một cái vòng vàng cố định ngay ngắn trên đầu, tất nhiên không thể xóa tóc, búi chải cẩn thận, nhưng ít nhất nhìn bề ngoài cũng chỉn chu rồi. Chân nó thoăn thoắt xuyên qua vô số cung điện, dọc đường không thấy chút tuyết nào. Tuyết ở Thái Cực Điện chuyên môn để lại cho phụ hoàng, để sau khi tuyết ngừng rơi dẫm lên nghe tiếng bẹp bẹp. Mẫu hậu không có thói quen đó, không thích mặt đất ướt, càng không thích băng tuyết trơn trượt. Cho nên tuyết trong Lưỡng Nghi Điện được quét dọn sạch sẽ. Lý Hiển béo ú đáng yêu đã hơn 2 tuổi rồi, đang một mình lẫm chẫm chạy quanh điện. Tay giang ra đuổi bắt bụi trong cột sáng chiếu vào qua tấm kính gắn cửa sổ, tự chơi tự cười một mình, thế giới trẻ thơ luôn đặc sắc như vậy đấy. Còn Lý Đán Cung béo tròn đang yêu thì còn đang nằm nôi, cứ nỗ lực cho chân vào mồm. Vũ Mị ngồi sau bàn, vừa mới đặt một văn thư dày xuống thì nghe thấy tiếng thỉnh an của Lý Hoàng, nàng bực bội phất tay. Xuân Ma Ma liền đi mở cửa cho Lý Hoàng vào. Lý Hoàng đi vào, không bừa bãi như ở chỗ phụ hoàng, trước tiên thi lễ với mẫu hậu, đợi mẫu hậu đáp rồi mới đứng thẳng lên. Đặt cuốn Ngũ Kinh Chính Nghĩa lên bàn, xoay người bế Lý Hiển vừa đuổi tới, bế nó lên nói, gọi đại ca đi. Ai ra? Lý Hiển ngọng nghịu gọi, hơn 2 tuổi rồi mà nó còn chưa nói sõi, cười chảy rãi, trông rất ngốc. Lý Hoàng lấy ra một cái kẹo mạch nha mềm cho vào miệng nó, vỗ cái mông cong như đít vịt, lần nào cũng làm ra vẻ đáng yêu, lừa kẹo của ca ca. Vũ Mị cầm cuốn Ngũ Kinh Chính Nghĩa lên, thấy ở chỗ trống Lý Hoàng viết rất nhiều bình luận của mình, cau mày, con không thể trả lời quy củ được sao, cứ phải thêm suy nghĩ riêng của mình vào như thế. Lý Hoàng lấy cái chân khác của Lý Đán cho vào mồm nó, đứa bé này toàn gặm một chân, mưa móc phải đều mới tốt. Nghe mẫu hậu trách móc, Lý Hoàng cười nói, Khổng Dĩnh Đạt biên soạn Ngũ Kinh Chính Nghĩa là vì thống nhất đáp án, thống nhất tư tưởng cho học tử tham gia khoa khảo, chuẩn bị sau này làm quan. Con mà cũng nghĩ như bọn họ thì làm sao thành hoàng đế của họ. Vũ Mị trừng mắt một cái, nhưng không thể bảo Lý Hoàng nói sai, đặt sách xuống nhìn Lý Hoàng chơi với đệ đệ.
Lý Hiển đã hơn 2 tuổi, so với lúc Lý Hoàng hơn 2 tuổi thì ngốc vô cùng, trừ ăn ra thì không biết gì hết, nói còn chẳng sõi. Lý Đán tuy mới chỉ gần 1 tuổi, song với kinh nghiệm nuôi con của mình, nàng khẳng định đứa này cũng kém xa Lý Hoàng. Trong hoàng gia, chỉ khi nào ca ca cường đại, thêm đệ đệ kém cỏi nhu nhược, mới xuất hiện cảnh tương thân tương ái. Nếu mà đệ đệ quá thông minh, quá cường đại thì hỏng rồi, huyết án Huyền Vũ môn mới nhất định sẽ xảy ra. Vì thế Vũ Mị không kỳ vọng gì vào hai đứa nhi tử này, chỉ mong chúng bình an lớn lên thôi. Có một nhi tử tài học, tài hoa, trí tuệ siêu quần cùng nghị lực hơn người như Lý Hoàng là đủ rồi. Một đứa bé 11 tuổi đã có thể tay không đấm vỡ hũ gốm đen, kéo cung hai thạch, trong vòng trăm bước bắn đâu chung đó. Thậm chí còn có thể buông dây cương khi ngựa phi, nước kiệu để bắn cung, đây là bản lĩnh xạ kỵ mà Hoàng thất Lý Đường rất coi trọng. Đọc sách lại càng là sở trường của Lý Hoàng, chẳng những thuộc sách, còn hiểu sách, phê phán sách. Ở phương diện này Lý Trị không phải là đối thủ, Vũ Mị càng kém quá xa. Thế nhưng làm Vũ Mị vừa lòng nhất là đứa bé này quá giỏi lớn, tuổi tăng thêm, nó càng giống phụ hoàng nó. Nhất là lông mày, càng giống tới quá đáng, hai cha con này có lông mày khác người thường, phần đầu thì rất thẳng, đến đuôi thì uốn lên, như đuôi cá vậy. Chỉ hai người có kiểu lông mày này, còn Lý Hiển, Lý Đán đều không có. Về phần những hoàng tử khác như Lý Hiển, Lý Thượng Kim thì tướng mạo càng khác Lý Trị rất nhiều. Từ sau khi hoàng đế sắc phong Lý Hoàng làm thái tử, người khắp thiên hạ cơ bản đã nhận định nếu Lý Hoàng không chết yểu, không tự tìm đường chết thì nó là hoàng đế tiếp theo chắc như đinh đóng cột. Vì thế Vũ Mị thấy phải quản giáo tốt đứa nhi tử này mới được, Lý gia họ xuất hiện đủ thứ khốn kiếp rồi, nhưng chưa bao giờ có phế vật. Mấy nhi tử đã chết của Thái Tông hoàng đế, có ai không là nhân kiệt một đời, tính ra Lý Trị là người kém nhất. Lý gia chưa bao giờ thiếu người tài hoa, cái thiếu là thiếu người có thể bình tâm chờ đợi. Chỉ cần Lý Hoàng xuất hiện chút dã tâm nào, Vũ Vị sẽ bóp chết ngay, nàng chuẩn bị trước cho cả chuyện này rồi. Lý Hoàng mỗi tay nhấc một đứa đệ đệ luyện tập, hai đứa bé cũng thích chơi với ca ca, cười không dứt. Nhìn có vẻ Lý Hoàng đối xử với hai đứa đệ đệ thô bạo, nhưng Vũ Mị biết, nó rất thích đám đệ đệ. Nó bắt nạt thì được, người khác đụng vào, nó sẽ nổi điên, nói đi, lần này con tới đây làm gì? Lý Hoàng lập tức đặt hai đứa nhóc vào chỗ của chúng, mặt nhăn nhó, mẫu hậu, nhi tử của người nghèo quá. Vũ Mị cười nhạt, sao, cái túi tiền đi Tây Vực rồi nên chạy tới đây khóc lóc hả? Hài nhi có phải tiểu bạch kiểm ăn cơm nhão đâu, mượn người ta tiền phải trả, còn là vay nặng lãi, vay một phải trả 10. Nếu Vân Na không có dáng vẻ người hồ thì số tiền đó không phải trả nữa, chỉ cần tùy tiện cho vị trí vương phi là Vân gia lãi lớn. Vũ Mị tiếc lắm, nàng rất thích Vân Na, chẳng có tí tâm cơ xấu nào, lại lắm tiền, có địa vị, khi cần có thể lấy ra lung lạc Phật môn. Đúng là lãi lớn, Lý Hoàng nghe mẫu hậu nói thế thì không vui, Vân Na tỷ không phải để trao đổi mua bán. Vũ Mị nhìn bộ dạng nhi tử như thế càng tiếc cho Vân Na, nếu Vân Na là Hán gia nữ, thì vị trí hoàng hậu của Lý Hoàng có khi cũng vươn tới được. Về phần Vân Na hơn Lý Hoàng 6 tuổi thì không thành vấn đề, nàng hơn Lý Trị 4 tuổi. Lý Hoàng thấy mẫu thân không nói nữa thì ngồi xuống bên cạnh, Phương Tấn Xương bắt đầu nấu thịt rồi, đáng thương cho Đông Cung con, chỉ biết chảy nước dãi mà nhìn thôi. Chút tiền bán rau củ, bán hạt giống của con căn bản không đủ để mua thịt cho chúc quan của Đông Cung. Vũ Mị cố tình nói, chúc quan của con, ai chẳng có bổng lộc, không cần con phát tiền lung lạc nhân tâm, với lại bây giờ con lung lạc nhân tâm vẫn còn sớm lắm. Hiện giờ chúc quan của con vẫn đang đổi từng đợt một, đợi khi nào chúc quan của con thực sự cố định rồi mới lung lạc cũng chưa muộn. Lý Hoàng không nói gì cả, cứ như thế nhìn chằm chằm mẫu hậu, xem mẫu hậu mình còn bao nhiêu thủ đoạn đem ra lừa kẻ ngốc. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 799, Trái tim đế vương của Lý Hoàng 2. Vũ Mị biết chiêu này không lừa được nhi tử, che miệng cười, sắp Tết rồi, lại thêm một tuổi, đúng là không dễ lừa nữa. Nói đi, con định phát tiền thế nào? Lý Hoàng chỉ đợi có thế, nói ngay, lần này mẫu hậu đừng hòng dùng chân châu vỡ, đá quý nứt, còn cả gấm lụa bị mốc trong kho lửa con. Nhi tử của người lớn rồi, biết tiền mới đáng tin nhất. Vũ Mị cười càng dữ, suýt thì không giữ nổi nghi thái hoàng hậu, bao năm qua nàng làm thế thật,
Mỗi lần Lý Hoàng rụt rè tới tìm nàng hỏi tiền, nếu nàng không lấy mấy lý do đầu đâu đuổi đi thì cho nó ít đồ nát, lần nào nó cũng hớn ha hớn hở nhận đống đồ vô giá trị mà đi. Năm nay nó lớn hơn, khác nhiều rồi, Vũ Mị bĩu môi, sao lại hẹp hòi thế? Lý Hoàng quyết lần này không để mẫu hậu lừa nữa, tuyên bố, nói tới tiền phải hẹp hòi, nói tới chí hướng phải rộng lớn, đó là điều con lĩnh ngộ được. Vũ Mị thu lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc hơn, kiếm tiền là một học vấn, nhưng tiêu tiền thế nào còn là học vấn cao hơn, tiêu ra sao, tiêu ở đâu, con có hiểu không? Nếu mẫu hậu phát cho con 1 vạn thì con sẽ dùng thế nào? Lý Hoàng tức thì ngây ra mất một lúc, nó còn chưa được học kiến thức cao cấp này, tất nhiên rồi, nó đã bao giờ có tiền đâu mà quan tâm tới chuyện phải tiêu tiền ra sao. Nói ra người ta cười cho gãy răng, thoáng suy nghĩ Lý Hoàng nói, phát hết, phát cho tất cả mọi người. Vũ Mị cười thầm trong lòng, còn non lắm, xem ra năm nay vẫn chưa phải đưa tiền cho nó rồi, giọng bâng quơ kỳ thực đang gài bẫy, cứ thế mà phát đi, không cần quy củ gì à. Lý Hoàng lắc đầu, cần gì quy củ ạ, sắp tới Tết rồi, con chỉ muốn trên mặt mỗi người ở Trường An có thêm nụ cười trên mặt. Con chưa thể làm được điều ấy ở Trường An thì làm ở Đông Cung, chỉ cần họ thêm nụ cười là mục đích của con đạt được rồi. Câu trả lời đơn giản nhưng nằm ngoài dự liệu của Vũ Mị, nhất thời lòng có chút hoang mang, cách tiêu tiền của nó đúng là ngu ngốc nhất, nhưng mục đích lại có vẻ không tệ. Cho nên nàng nhất thời không biết dẫn dắt nhi tử theo hướng nào, chỉ trích hay khuyên khích nó. Vũ Mị nhất thời không có câu trả lời, nàng luôn cẩn thận dạy dỗ Lý Hoàng nên không tùy tiện quyết định, cân nhắc chút nói, con về trước đi, mai mẫu hậu sẽ trả lời con. Lý Hoàng đứng dậy thi lễ, hài nhi mai tới thỉnh an mẫu hậu. Suốt cả ngày Vũ Mị suy nghĩ những lời nói với nhi tử, đến tối dùng cơm với Lý Trị, nàng kể chuyện này với hắn. Lý Trị nghe rất chăm chú, thấy Vũ Mị lo lắng mỉm cười, Hoàng Nhi làm rất tốt. Tốt chỗ nào chứ? Vũ Mị mặc dù bất kể trí tuệ, thủ đoạn đều hơn xa Lý Trị, nhưng luận tới học thức, nàng không thể so với một hoàng tử được đào tạo chính thống, nó có một trái tim đế vương. Lý Trị cười to, tiền cho thần dân, dùng vào mua sắm thường ngày, không bị nó ăn chơi lãng phí, đấy là điều tốt. Thiên hạ này là của trẫm, thần dân là của trẫm, nếu có thể dùng vạn quan tiền mua nụ cười của bách tính Trường An, số tiền này rất đáng giá. Vũ Mị, nàng tới giờ vẫn chưa đem bản thân và thân dân thiên hạ coi là một thể, nên mới tính toán được mất. Hoàng Nhi không nghĩ thế, trong mắt nó, số tiền này nó tiêu hay thần dân tiêu cũng như nhau, đó là điều đáng quý. Tiền lại không bị hỏng, nó lưu truyền ở đại đường, từ tay người này tới tay người khác, cuối cùng quay về lại quốc khố. Nó chưa biết suy nghĩ như thế nhưng theo bản năng làm thế, đó là trái tim đế vương của Hoàng Nhi. Tuy Lý Trị nói về Lý Hoàng, nhưng Vũ Mị trầm ngâm, nàng suy nghĩ kỹ những lời này. Cùng lúc đó Thái tử Lý Hoàng đi chơi rồi. Trong các phường thị của Trường An, Lý Hoàng chỉ thích tới phường Tấn Xương, vì ở đó, tất cả mọi người đều thấy nó từ nhỏ, nó không cần phải đóng đủ mọi vai, thoải mái là chính mình. Thời gian trước Tết, phường Tấn Xương luôn đóng cửa, người ngoài không vào được. Vì lúc đó phường Tấn Xương là một công xưởng khổng lồ, trong phường phải chuẩn bị đủ hàng hóa để bán hết Tết Nguyên Tiêu, nên không rảnh chiêu đãi người ngoài. Thêm vào thời gian này nhà ăn lớn chế tác đủ các loại thịt, bánh. Đại bộ phận thức ăn sẽ để lộ thiên, đợi đông lạnh sẽ đem đóng gói, chẳng may có kẻ nào mang ý đồ xấu thì hỏng. Lý Hoàng ra ngoài có 2 cỗ xe, lên xe nào đều là tùy hứng, bởi thế kẻ địch muốn tập kích Lý Hoàng vẫn có chút khó khăn. Bây giờ nó tự biết thân phận mình quý giá rồi, ra ngoài không tùy tiện như trước nữa. Có điều xe vừa vào phường Tấn Xương một cái là Lý Hoàng nhảy ngay ra ngoài, giải tán hết Thái tử Lục Soái, chỉ cho 2 hộ vệ thiếp thân đi theo. Phường Tấn Xương lúc này đã bị bao phủ bởi mùi thịt luộc, mỗi ngày đều có vạn cân thịt được nấu, mùi thịt và muối gia vị kết hợp với nhau. Người dân Trường An đồn nhau, ở phường Tấn Xương ăn cơm không cần thức ăn, chỉ cần bê bát cơm ngửi mùi thịt đủ rồi. Thực tế thi thoảng sẽ thấy có người phường ngoài bê bát cơm đứng dưới tường phường Tấn Xương ăn, hương vị thế nào người ta không nói, chỉ biết ai nấy mặt mày ngây ngất lắm. Phường Tấn Xương lúc này có thể nói mỗi nhà là một cái xưởng, khi Lý Hoàng đi qua một nhà, người thấy mùi tằng cao, nó liền đẩy cửa đi vào. Vừa vặn nhìn thấy nữ nhân và nam nhân trong nhà khiêng nồi lớn đổ tằng cao vừa hấp xong vào chậu gỗ. Vì táo, nho khô, mứt hoa quả đều ở dưới đáy, chỉ có hấp tằng cao, xong úp ngược vào chậu gỗ mới để lộ ra, như thế sẽ dễ bán.
Nam nhân trong nhà thấy thái tử điện hạ thì cũng không hoảng, lấy lá sen đã rửa sạch, sẻng gỗ khoét một miếng bánh đưa cho Lý Hoàng. Lý Hoàng đã chuẩn bị thìa bạc từ trước, xúc một thìa ăn, táo ít quá, nho khô lại quá nhiều, năm nay nho khô rẻ, ngươi không thể lừa khách vậy chứ. Nam nhân trong nhà bê một hũ gốm đen ra, cẩn thận múc một thìa mật đường, phết lên bánh, cười lấy lòng. Lý Hoàng khoét một miếng nữa ăn, gật gù, thế này mới đúng, không đúng, thế này ngươi định bán bao nhiêu tiền? Nam nhân cười giơ hai ngón tay lên, thấy thái tử không vui thì run run giơ năm ngón tay. Lý Hoàng nhảy dựng lên, ngươi là tên bất lương, bán nhiều hơn năm ngoái ba tiền. Nữ nhân ngượng nghịu nói, điện hạ, đương gia nhà thiếp thân nói là bán gấp ba lần ạ. Lý Hoàng chửi bới cái nhà làm ăn bất chính đó. Nhưng người ta không chịu hạ giá, nữ nhân còn lừa thái tử điện hạ ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Quen quá rồi, làm cho đám điêu dân này quên mất thái tử đại đường là sự tồn tại uy nghiêm cỡ nào. Lý Hoàng nhoáng một cái đã ăn hết tàng cao, dùng lá sen lau thìa bạc, thuận tay ném lá sen vào thùng rác bên đường. Hai hộ vệ thiếp thân thấy thái tử bị người ta lừa ra khỏi cửa cũng không để ý, chỉ cần không có ý hại tới thái tử thì bọn họ không can thiệp, vì can thiệp vào, thái tử sẽ nổi giận. Ở đây, thái tử cơ bản không coi mình là thái tử. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 800, không có con đường nào khác. Tránh xảy ra chuyện lộn xộn, phường Tấn Xương chia làm hai khu vực rõ ràng, khu dân cư và khu kinh doanh. Từ cổng phường nơi có con Phượng Hoàng lớn đi vào là đường chính, đi thêm một đoạn sẽ thấy cổng chợ, từ đây chia phường làm hai nửa rõ rệt, bên trái dẫn tới chùa Đại Từ Ân, lộ thất, nhà kho phường, hiệu thuốc, trường học, rừng trúc cùng Vân Gia là bên cấm kinh doanh, cũng như hạn chế người ngoài qua lại, gương mặt lạ xuất hiện ở đây thế nào cũng bị tra hỏi. Bên phải chính là chợ, nhà ăn lớn, khách sạn lớn, quảng trường, sân mã cầu là nơi mở cửa kinh doanh, suốt ngày tưng bừng náo nhiệt. Nhà nào phía bên trái, muốn kinh doanh có thể tới quảng trường bày sạp, thuê cửa hiệu. Tuy quy hoạch như vậy tất nhiên có người được lợi, người thiệt thòi, nhưng không ai phản đối. Đơn giản, trước nay phường Tấn Xương vẫn rất thô bạo, không chịu thì xéo nơi khác, vậy thôi. Lý Hoàng lúc này đang lang thang khu kinh doanh. Đi qua nhà bán bánh hạt rẻ, thái tử điện hạ lại lẻn vào, lát sau đi ra có thêm gói lá sen đặt bánh hạt rẻ có rất nhiều cầu kỳ. Loại bánh này tên là bánh hạt rẻ tôn thần tiên, vì tôn thần tiên nói, hạt rẻ vị ngọt tính ôn, dưỡng vị kiện tỳ, bổ thận tráng dương, hoạt huyết, là đồ tốt, nam nhân có tiền hay không cũng nên ăn nhiều vào. Tôn thần tiên nói tới hạt rẻ thôi, lại còn nói một loạt công hiệu, nhưng nhà bán bánh này chỉ lấy đúng một công dụng ra nói. Lại còn thêm cầu kỳ để công dụng bổ thận tráng dương được tăng cường, thế mới xứng cái tên bánh hạt rẻ tôn thần tiên. Thực ra bánh hạt rẻ cho thêm cầu kỳ vào thì chẳng còn thuần nữa, nhưng mà như thế người ta có thể bán giá gấp đôi. Bất lương, quá bất lương rồi. Thái tử điện hạ vừa ăn vừa chửi, vừa đi vừa chửi, đến khi bị tiếng nữ tử la hét chửi bới ở sân mã cầu thu hút, vội vàng chạy qua chỗ rẽ xem, vừa nhìn một cái là cười hớn hở. Ở đó có hai nữ mã cầu thủ đang lôi kéo nhau, bộ trang phục chơi mã cầu vốn mặc sát người, giờ bị kéo xộc xệch hết cả. Bọn họ còn chưa chịu thôi, còn ra sức xé y phục đối phương, như thể không làm chỗ riêng tư của đối phương lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật thì không thôi. Người xem náo nhiệt nhiều lắm, có 7-8 vị họa sư chuyên dụng của xưởng in, bọn họ chuyên tâm xem hai phụ nhân nỗ lực xé y phục của nhau, chỉ sợ mình thở mạnh một cái người ta sẽ dừng tay. Thái tử điện hạ nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra hai nam nhân bỉ ổi đang ngầm chỉ điểm nữ nhân trên sân mã cầu. Thế là nó hiểu ngay, đám khốn này thấy nữ tử chơi mã cầu chỉ biết cưỡi ngựa tuy đuổi quả bóng không hay ho gì, vì nâng cao sức hút khán giả, nên an bài cảnh này. Mất thuần phong mỹ tục, thái tử điện hạ mất hứng xem, ném lá sen dính dính vào mặt tên nam nhân bỉ ổi, đá hai tên hộ vệ đứng đần mặt ra đó, đi mau. Hộ vệ nài nỉ, điện hạ, xem chút nữa thôi. Lý Hoàng lườm hắn, ngươi có xem cả ngày cũng không thấy gì đâu, muốn nhìn thấy gì đó phải đợi tới Tết Nguyên Tiêu người ta biểu diễn, bỏ nhiều tiền vào xem may ra thì thấy. Hộ vệ tức thì nổi giận đi đá nam nhân bỉ ổi, chửi bới, không phải con người. Trên đường đi thấy một cây liễu cực lớn mọc nghiêng, cành đổ vào viện tử bên cạnh, không cần ngửi,
Lý Hoàng leo lên cành liễu lẻn vào viện tử. Lát sau hắn xách ra cái giỏ trúc, tay cầm miếng thịt trâu lớn, nhai nhồm nhoàm như dã thú. Đợi đi hết một vòng rẽ qua khu dân cư, trước khi vào tới trạch viện Vân gia thì bụng Lý Hoàng to như cái trống. Vừa đi vừa ợ ra hơi thịt, Tam Phì nhìn thấy vội vàng bê nước sơn trà lên để thái tử uống cho tiêu thức ăn. Lý Hoàng uống ừng ực hết bát nước, nhìn thấy Thôi Dao ôm cái bụng to hơn cả mình đi ra, lập tức hết sức lễ phép chắp tay thì lễ. Nhưng lời nói ra lại là, dám hỏi tiên sinh, nam nữ ân ái rốt cuộc là vì thỏa mãn dục vọng hay sinh con đẻ cái? Mặc dù trong nội dung nàng dạy cũng có vấn đề này, chỉ là thái tử hỏi tới, Thôi Dao vẫn thấy có hơi bất tiện, đoán chừng thằng nhãi này không có ý tốt, nàng điểm tĩnh hỏi, thái tử muốn nói gì? Lý Hoàng vẫn bộ dạng hiếu học nói, ta thiết nghĩ, tiên sinh ân ái với cửu phì là vì sinh con đẻ cái chứ không phải chút thú vui kia. Thôi Dao lạnh nhạt nói, thái tử cứ nói hết lời mình muốn nói ra đi. Lý Hoàng cung kinh gật đầu, lại chỉ cửu phì đang dựa vào tường tắm nắng, bộ dạng chán không thể tả, nhất là đem so với một phụ nhân thành thục đầm thắm diễm lệ. Lúc nào ăn mặc nghi thái cũng chuẩn mực như Thôi Dao thì người ta càng không thể nghĩ ra hai người có dính líu gì. Nếu không phải vì con cái đời sau, chắc là tiên sinh không cùng loại người xấu xí như vậy kết hợp rồi. Thôi Dao hít sâu một hơi, nàng hiểu rồi, thái tử lần này tới đây là vì chút giận cho muội muội phải không? Lý Hoàng lễ phép thì lễ, giá muội vốn là đứa bé hoạt bát đáng yêu, từ bé chỉ biết vui cười, không biết buồn là gì. Vậy mà qua sự dạy bảo của tiên sinh, ngày khóc ba lần là cớ gì? Thôi Dao bình tĩnh đáp, muội tử điện hạ nếu không thể đọc thuộc lòng 30 thiên nữ tắc, tương lai sẽ gặp cảnh ngày khóc năm lần đấy. Nữ tắc là do Văn Đức Hoàng hậu viết ra, Thôi Dao lấy nó ra nói rồi, Lý Hoàng sao dám phản bác nữa. Nhưng nó không hiểu Thôi Dao xưa nay có tiếng cởi mở lại dùng hà khắc với tiểu muội mình như thế, chỉ là tiểu muội quá thê thảm. Thôi Dao thở dài, tiểu muội của điện hạ không có được thông tuệ, không được phụ mẫu sủng ái, nếu vậy thì phải nắm được quy củ. Chỉ khi biết hết quy của đại đường, mọi việc phải dựa vào quy củ mới có thể sống tốt lành, nếu không thái tử tự hiểu. Nàng nói xong thì lễ rời đi, mắt chưa từng nhìn về phía cửu phì một cái, hoàn toàn như người xa lạ. Lý Hoàng rất muốn nói, nó có thể chiếu cố cho muội tử của mình, nhưng nghĩ tới cha mẹ của nó, câu này không nói ra được. Trẻ con nhà khác còn có thể thương lượng với cha mẹ mình, cha mẹ nó. Đừng nói thương lượng, có thể nghe nó nói là tốt lắm rồi. Tiểu Tư là nữ nhi của họ, cho dù không nuôi ngày nào, nhưng họ đâu phải chỉ là cha mẹ, còn là quân vương, hai ngọn núi lớn đè lên người, đứa bé nào thiếu kiêu cường một chút thôi sẽ bị đè bẹp. Thôi Dao cũng nhìn thấy điều đó, cho nên nàng cho rằng giữ quy củ là con đường tốt nhất của Lý Tư. Các bạn vừa nghe xong tập 80 của bộ truyện Đường Nhân Đích San Chác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.